đột nhập tuyến metro Nhổn, ga Hà Nội trước ngày vận hành thương mại. Chiều 6 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRB cho biết 8 giờ ngày 8 tháng 8, đoạn trên cao đường sắt Đô thị Nhổn, ga Hà Nội sẽ chính thức vận hành thương mại. Theo đó, metro Nhổn, ga Hà Nội sẽ miễn phí cho tất cả hành khách trải nghiệm trong 15 ngày đầu. Thời gian chạy tàu trong các ngày tiếp theo từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ, tần suất 10 phút một chuyến tại tất cả nhà ga trên cao. Ghi nhận sáng 7 tháng 8, metro Nhổn ga Hà Nội bắt đầu cho trải nghiệm hành trình dài 8,5 km đoạn trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy. Theo quan sát, trong sáng 7 tháng 8, phần lớn là các phóng viên các cơ quan báo chí đã được trải nghiệm hành trình dài 8,5 km đoạn trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy. Một số hình ảnh bên trong nhà ga Nhổn, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đón những hành khách đầu tiên khi đưa vào vận hành thương mại từ sáng 8 tháng 8. Để lên nhà ga, hành khách có thể lên bằng thang bộ, thang quấn và đặc biệt có thang máy dành riêng cho người khuyết tật. Trên các nhà ga cũng được trang bị 3 loại thùng rác phân loại, rác hữu cơ, rác tái chế và rác vô cơ. Bên trong tàu được thiết kế chủ đạo là màu ghi sáng, tay vịn cho khách hàng đứng trên toa sử dụng màu đỏ. Trên tàu được gắn nhiều màn hình thông tin về chuyến tàu. Trên tàu có lắp hệ thống camera và thông tin đăng kiểm, hành khách đi tàu có thể ngắm nhìn phong cảnh dọc tuyến đường. Tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội vận hành 10 đoàn tàu liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1,435mm, sử dụng công nghệ hàn liền đảm bảo tốc độ chạy tàu cao, chống ồn, chống rung và lắp đặt các thiết bị chống chật bánh tàu. Mỗi đoàn tàu có 4 toa do Alstom Pháp sản xuất, sử dụng động lực phân tán với động cơ đặt dưới gầm tàu, chạy bằng điện công suất 750V DC, được cấp ở đường ray thứ 3 để đảm bảo tính an toàn, tính ổn định và mỹ quan đô thị, theo tiêu chuẩn an toàn của thế giới. Trước mắt, đưa vào khai thác thương mại đoạn trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy dài 8,5 km.